Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguy cơ thiếu đói, Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan. Trung Quốc được cho là đang tiếp cận với bờ vực của nạn thiếu lương thực trầm trọng, đe dọa đến cuộc sống của 1,4 tỷ dân. Khi đó, một cuộc chiến tranh biên giới nhỏ với Ấn Độ chắc chắn sẽ không đủ để đánh lạc hướng dân chúng. Giới quan sát nhận định, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ chĩa hạo súng vào Đài Loan để lôi kéo sự quan tâm của nhân dân Hoa Lục, lấp liếm sự khủng hoảng an ninh lương thực trong nước. Trong năm nay, bên cạnh sự đảo lộn cuộc sống do đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc đã gặp phải một loạt thiên tai địch họa một cách tàn khốc. Những trận mưa xối xả đã gây lũ lụt thảm khốc ở vùng lưu vực sông Dương Tử, khu vực nông nghiệp quan trọng và lớn nhất của Trung Quốc. Đây là hình ảnh khu vực thổ cư và canh tác xung quanh hồ Bà Dương và lưu vực sông Dương Tử, vốn được mệnh danh là vùng đất của cá và lúa, đã bị ngập trong nước vào hồi tháng 7 và khiến hàng nghìn hecta đất nông nghiệp bị thiệt hại. Trung Quốc có 13 tỉnh trồng lúa, bao gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Phúc Kiến. Tất cả các tỉnh này đều phải hứng chịu lũ lụt xảy ra liên miên trong suốt tháng 7 và tháng 6 vừa qua. Có 3 vụ lúa trong một năm, vụ sớm nhất trồng vào cuối tháng 3, thu hoạch vào cuối tháng 6, vụ giữa trồng vào đầu tháng 5, thu hoạch vào cuối tháng 9, vụ muộn trồng cuối tháng 6, thu hoạch giữa tháng 10. Đợt mưa lũ vào tháng 6 và tháng 7 đã ảnh hưởng đến cả 3 mùa vụ. Nông dân ở tỉnh Giang Tây cho biết vụ lúa sớm ở tỉnh đã bị tàn phá trước khi thời điểm thu hoạch. Vụ giữa cũng bị tàn phá và đến thời điểm nước rút thì đã quá muộn để có thể trồng lúa vụ muộn. Ông Chu Học Văn, Tổng Thư ký Bộ Chỉ huy Quốc gia Phòng chống lũ lụt và hạn hán, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, lũ lụt năm nay đã gây thiệt hại 6 triệu hecta cây trồng ở Trung Quốc, trong đó có 1,1 triệu hecta hoàn toàn mất thu hoạch, chủ yếu ở Trung và Hạ Lưu, sông Dương Tử và vùng Hoài Hà. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng nguồn nước được đảm bảo tốt hơn trong những năm mưa nhiều thông qua các biện pháp cứu trợ thiên tai, tăng cường quản lý trồng trọt và một số kỹ thuật nông nghiệp. Lũ lụt năm nay sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, mặc dù lũ lụt nghiêm trọng, nhưng Trung Quốc đã có một vụ thu hoạch ngũ cốc mùa hè bội thu trong năm với sản lượng đạt 285,6 triệu tấn, tăng 0,9% so với năm ngoái. Trong khi lũ lụt hoành hành ở vùng sông Dương Tử và sông Hoài, thì khu vực miền Trung và miền Bắc Trung Quốc, nơi chủ yếu trồng lúa mì, thì lại chứng kiến nạn hạn hán và tàn phá mùa màng. Đây là hình ảnh một phụ nữ tại Tân Cương đã chia sẻ đoạn video vào hồi tháng 7 cho thấy những cánh đồng lúa mì rộng lớn đã bị khô héo. Cô nói như sau, bạn nghĩ màu vàng này là lúa mì được thu hoạch phải không? Không, đều chết cả rồi. Năm nay, nông dân chúng tôi chẳng thu hoạch được gì cả. Các tỉnh Hà Nam, Nội Mông Cổ, Cam Túc, Tân Cương, Cát Lâm và nhiều tỉnh khác ở phía Bắc đều lâm vào tình trạng bị hạn hán nặng nề. Tổ chức buôn bán ngũ cốc và đầu tư tư nhân Trung Quốc CCTIN đã đến thăm các khu vực sản xuất lúa mì của các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô, báo cáo rằng chất lượng lúa mì vào năm 2020 kém hơn năm 2019 và sản lượng thấp hơn các năm trước từ 15 cho tới 30%. Và tình hình ở Nội Mông, Cam Túc và Tân Cương còn tồi tệ hơn. Vào ngày 16 tháng 6, hãng thông tấn nội địa Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã đưa tin 50,7% đất của Nội Mông đã bị hạn hán nặng trong năm nay. Khu vực này chủ yếu là để trồng lúa mì, đậu lành và ngô. Hoa màu và cỏ dại đều không thể phát triển. Điều này đã ảnh hưởng đến việc chăn nuôi ở địa phương. Vào ngày 3 tháng 6, tờ tin Trung Quốc, tức là China News, đưa tin đợt hạn hán năm nay đã khiến người dân ở các tỉnh không có thu hoạch, bao gồm tỉnh Cam Túc. Người dân ở Tân Cương đã đăng một video trên mạng xã hội vào ngày 17 tháng 7 cho thấy những cánh đồng lúa mì rộng lớn bị khô héo. Báo chí Trung Quốc cũng đưa tin rằng do hạn hán kéo dài suốt 2 tháng nên 2/3 diện tích ngô ở tỉnh Liêu Ninh thuộc khu vực phía đông bắc Trung Quốc đều đã chết khô. Tình hình ngày càng phức tạp hơn do dịch châu chấu và sâu bọ phá hoại mùa màng ở các khu vực khác, nơi các cánh đồng đã bị trơ trọi và 3 cơn bão lớn vào tháng trước kéo vào vùng đông bắc Trung Quốc. Đây là hình ảnh đăng tải trên Weibo cho thấy châu chấu đã xuất hiện ở các thị trấn An Hòa,
Thạch Đường, huyện Tiền Châu, thị trấn Thiệu Thủy và chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Các tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang báo cáo có dịch châu chấu bản địa vào tháng 6. Vào cuối tháng 6, một đàn châu chấu từ Lào đã tấn công vào tỉnh Vân Nam ở phía tây nam của Trung Quốc, sau đó tiếp tục di chuyển tới các vùng khác. Vào ngày 27 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập để quét sạch châu chấu ở Vân Nam và dự đoán rằng sẽ có nhiều châu chấu tiếp tục xâm nhập vào Trung Quốc từ Lào trước cuối tháng 8. Và nông dân ở các tỉnh phía nam Trung Quốc bao gồm Quảng Tây và Hồ Nam đã được báo cáo về dịch châu chấu bản địa tháng 6. Và có những loài sâu bọ ăn ngô được cho là đã tàn phá mùa màng ở các tỉnh như Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Hà Nam và các tỉnh khác trong suốt tháng 7. Theo báo cáo phát triển nông thôn của Trung Quốc năm 2020 của Viện Khoa học và Xã hội Trung Quốc, nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt khoảng 130 triệu tấn ngũ cốc vào cuối năm 2025. Trong đó, nguồn cung nội địa của Trung Quốc đối với ba loại ngũ cốc chủ yếu gồm lúa mì, gạo và ngô dự kiến giảm 25 triệu tấn. Nguy cơ này cho thấy đất nước đông dân nhất thế giới sẽ ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung thực phẩm nhập khẩu trong tương lai. Và theo số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, trong tháng 7 đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 74,51 triệu tấn lương thực, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh lương thực ở Trung Quốc ngày càng tăng. Trước đó, các báo cáo về tình trạng thiếu ngũ cốc và lời kêu gọi phải giảm lãng phí lương thực, thực phẩm của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng châm ngòi cho vấn đề này. Và chỉ trong vòng hơn 20 ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải hai lần đưa ra chỉ thị về vấn đề lương thực. Đây là hình ảnh vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khảo sát vùng tình hình nông nghiệp ở Cát Lâm và chỉ đạo để đảm bảo an ninh lương thực. Truyền thông và chính phủ Trung Quốc đưa tin vào ngày 22 tháng 7, trong chuyến thăm tới Cát Lâm, tỉnh trồng ngô và đậu tương lớn của nước này, ông Tập đã bày tỏ quan tâm đến vấn đề sản xuất và an ninh lương thực. Ông cho rằng việc đảm bảo an ninh thực phẩm nên được đặt lên vị trí hàng đầu và không thể thả lỏng sản xuất lương thực, cần tăng cường kinh nghiệm và sáng tạo trên con đường sản xuất nông nghiệp. Và đến ngày 11 tháng 8, ông Tập lại tiếp tục yêu cầu chính quyền chấm dứt tình trạng lãng phí lương thực, thực phẩm của người dân. Mặc dù ngay trước đó, phía chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố lương thực trong nước đạt sản lượng cao và đủ dự trữ cho những năm tiếp theo, khiến cả hệ thống chính trị phải đổi hướng tuyên truyền, phê phán hiện tượng lãng phí thực phẩm gây sốc và đáng buồn. Đồng thời, vào ngày 13 tháng 8, trên trang web của Ủy ban Giám sát Nhà nước, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã chỉ ra các cơ quan chức năng sẽ đưa ra các quy định cụ thể và rõ ràng về việc ngăn chặn lãng phí thực phẩm dưới hình thức của các điều khoản, luật và nghị quyết. Nói một cách khác, trong tương lai, nếu người dân Trung Quốc lãng phí thực phẩm, họ có thể vi phạm pháp luật. Và câu hỏi lớn được đặt ra là làm thế nào Trung Quốc có thể nuôi sống 1,4 tỷ người của họ trong dài hạn. Đây là hình ảnh quang cảnh lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Nếu tình trạng thiếu lương thực trở nên nghiêm trọng, Trung Quốc sẽ phải đối phó với việc phải chia khẩu phần ăn hoặc thậm chí nạn đói. Ông Tập lúc đó sẽ cần tìm cách đánh lạc hướng quần chúng và một cuộc chiến tranh biên giới nhỏ với Ấn Độ có lẽ sẽ không đủ. Giới phân tích cho rằng ông Tập có thể đang tìm cách khiêu khích Đài Loan và tình trạng phải có cuộc xung đột quân sự đầu tiên khi máy bay quân sự của Trung Quốc hầu như hàng ngày đều thăm dò vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Một điểm bất lợi to lớn đối với Đài Loan là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11. Do sự phân cực chính trị của Mỹ rất sâu sắc nên kết quả bầu cử có thể sẽ bị tranh cãi gay gắt. Nếu Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn với một cuộc tranh chấp kéo dài tại tòa để giải quyết kết quả bầu cử, thì ông Tập Cận Bình có thể coi đây là cơ hội chỉ có một lần để giải quyết vấn đề Đài Loan. Thêm vào đó, vào ngày 31 tháng 7 năm 2021 sẽ đánh dấu 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với việc bị người dân trong nước ngày càng bất mãn vì vô số thất bại trong chính sách, thì cuộc chiến lấy lại Đài Loan có thể sẽ lôi kéo được sự quan tâm của dân chúng qua hướng khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Ba ngày 29 tháng 9 năm 2020 với bản tin Nguy cơ thiếu đói, Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d